Ôi, cái kẹp đấy rồi. Nếu bạn là một người có mái tóc dày và xoăn như Olivia, bạn có biết bạn đã được ban phước lành cho sắc đẹp, nhưng đôi khi thật khó để duy trì nó. Ấy chà, bạn hiểu ý tôi rồi chứ, mái tóc đó quá mạnh mẽ để bị thuần hóa bởi những cái kẹp tăm yếu ớt. Biết gì không, những người đẹp tóc xoăn, video này là dành cho các bạn. Được rồi, hãy sắp xếp lại danh sách những việc tôi phải làm trong tuần nào. Ôi, cây bút của tôi đâu rồi? Hả? Ái chà, ai mà biết tôi có bánh quy ở đó? Ngon đấy chứ. À quên mất, còn cây bút. Ôi, nó mắc kẹt trong tóc rồi. Thôi nào, au, au, au. Phù, cuối cùng tôi cũng lôi ra được. Được rồi, đến đâu rồi nhỉ? Mua thêm bút. Một buổi tập đốt cháy calo vậy là xong nhỉ? Phù, trời nóng như 100 độ vậy. Tôi phải buộc gọn mái tóc nặng nề này lên thôi. Lại đứt dây buộc sao? Ôi trời, đây là cái dây thứ 10 trong tuần rồi đấy. Cảnh báo, ở đây có nón đẹp đấy. Bạn gặp rắc rối à Olivia? Tại sao mái tóc xoăn lại khiến đầu bạn cảm giác như to ra gấp đôi? Trời ơi, tôi chỉ muốn đội nón thôi mà. Được rồi, chúng ta hãy xẹp xuống, hãy xẹp xuống. Ồ, tôi sẽ thử túm tóc lại. Vật lộn với mũ là có thật mọi người ạ. Tôi thậm chí còn không thể nhìn xuyên qua đám tóc này. Thật không may, những cô gái tóc xoăn thì không thể kết thân với mũ nón. Wow, nhìn những lọn tóc xoăn tít này đi, tôi nghĩ rằng có ma thuật bí ẩn trong đó. Wow, bạn làm thế nào để tóc trông dày được như vậy? Bạn đã đến tiệm làm tóc à? Nếu bạn có những lọn tóc xoăn xinh xắn, rất có thể bạn phải thường xuyên đối mặt với những người muốn chạm vào nó. Rất nhiều người. Nghiêm túc nào Emily. Hey, đủ rồi đấy. Tóc tôi xoăn và đẹp không có nghĩa là bạn nên đặt đôi bàn tay mập mạp của bạn lên đó. Hey. Wow Emily, hôm nay trông bạn cực kỳ xinh đẹp. Sắp ra ngoài hẹn hò lãng mạn phải không? Wow, tóc của ấy thật mượt mà. Không biết nếu tôi cũng chải tóc thì sẽ ra sao nhỉ? Được rồi, thử chải xem. Nên bắt đầu từ phía trước nhỉ? Được rồi, hơi rối một chút nhưng vẫn chải được. Ồ, mượt hơn rồi này. Tôi không chắc đây là kết quả mà bạn mong muốn Olivia. Tất cả các cô gái tóc xoăn đều biết rằng việc chải tóc khiến bạn trông hơi điên rồ. Tôi không muốn nhìn mình như Albert Einstein, nhưng giờ thì quá muộn rồi. Thôi kệ. Ôi chúa ơi, vòng đeo tay của tôi hoàn toàn kẹt cứng trong tóc, tỏ ra bình thường tự nhiên nào. Bạn có để ý rằng tóc xoăn luôn ngoạm lấy mọi thứ? Cho dù là kính mắt hay một chiếc vòng tay, những lọn tóc của bạn như hút mọi thứ vào nó. Và bằng cách nào đó, bạn càng cố gỡ, lại càng rối hơn. Không sao, tôi không sao đâu mọi người. Tôi chỉ có thể cười lâu hơn một chút. Thoát rồi, tôi chỉ vừa nghịch tóc và cười thôi ấy mà. Được rồi các quý cô, cho dù bạn có kiểu tóc nào, thì bạn cũng biết rằng chuẩn bị cho một ngày mới là cả một quá trình công phu. Nào là làm tóc, trang điểm, quần áo, trở thành người đẹp thông minh không phải dễ dàng. Wow, Olivia có vẻ như đã dành thêm thời gian để tạo kiểu cho những lọn tóc đó. Nhưng tại sao chẳng bao lâu thì tóc bạn lại ướt thế này? Nó lại nổi loạn à?
Đúng là trông khá khó coi đó cô gái. Thẳng ra nào. Và thức dậy vào buổi sáng cũng đi kèm với vấn đề tương tự cho các cô nàng tóc xoăn. Được rồi, dậy đi tắm thôi. Gì đây? Không phải tôi bị điện giật trong lúc ngủ chứ? Bây giờ tôi phải làm gì? Không được. Bạn có bao giờ thấy rằng khi bạn đến trường hoặc bước vào văn phòng, chào hỏi bạn bè trở thành cả một thách thức? Ôi, bạn hiểu ý tôi chứ? Lần tới khi bạn đi làm, bạn nên đeo biển cảnh báo, không đeo bông tai hoặc kính trong lúc gặp gỡ chào hỏi nhau. Ôi, thật là ngại. Vâng, bắt tay là ý tưởng tuyệt vời. Trời! Nếu bạn nghĩ rằng video này hài hước, hãy xem tiếp những cảnh quay hỏng này. Bạn có thấy rắc rối của Olivia giống cô nàng tóc xoăn nào mà bạn quen không? Hãy chia sẻ video này đến người bạn đó để họ cùng cười nhé!